Chả vào đâu gì cả. Chơi trò này đẹp. Chơi trò này rất là dễ đấy. Dễ chứ, chả thì dễ gì. Trò này em bảo dễ, trò không chơi được đâu. Đây. Em vừa lấy xem có vào được không? Thấy chưa, khó chưa? Thôi chị không chơi nữa, chị đi về đây. Trò chơi thì khó bỏ sơ đến đâu vậy. Được mất con bé tí, mất 3 đồng tiền. Về. Gần gần thì sẽ dễ hơn. Đây nhá. Lên. Ui một con nhiều. Ui khó phết đấy nhở. Ui hai con. Ui ba con chết rồi. Lực vừa thôi. Lực vừa thôi à. Bốn con. Ô một con. Hi hi. Ui chết rồi. Khó thế em. Sao em bảo chơi dễ. Ui hai con. Chơi cái này dễ là dễ này à. Ui chết rồi. Ui khó thế. Ui nó có hai con. Ê hai con nào? Không, không chơi nữa đâu. Chơi thử. Không, trò chơi chơi khó tuổi sừng được rồi. Mang con này về. Mang con này về thì chơi thì thắng rồi. Trò chơi thì khó kinh nhân được rồi. Chả vào đâu gì cả. Chơi trò này đẹp. Chơi trò này rất là dễ đấy. Dễ chứ, chả thì dễ gì. Trò này em bảo dễ, trò không chơi được đâu. Đây. Em vừa lấy xem có vào được không? Thấy chưa, khó chưa? Thôi chị không chơi nữa, chị đi về đây. Trò chơi thì khó bỏ sơ đến đâu vậy. Được mất con bé tí, mất 3 đồng tiền. Về. Lạ thật. Trò chơi là cũng dễ mà cũng chê. Được 3 đồng là được rồi. Thôi. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.